Nào, chung kết nào, đang lại đạo đổi đạo bà rồi. Yamoto. Vâng, bên kia cũng không đẹp không kém, bắt đầu nổ xeng đồ man rồi. Rất đẹp đây bên kia. BB cầm xeng. Xương cối của Loman. Xi mang cầm Mia. Hoàng Minh Nhi cầm Babylon. Nào chúng ta cùng bài vở nào. Cố gắng bài Yamoto này. Nhiều đồ. Chém chết Seng nào. Rồi còi ơi, trận này nằm im đi nào. Hãy thể hiện mình những xe đấu đầu tiên đi. Chưa có đồ gì về. Đồ lùa về gì. Đã qua bên đỉnh bán của Hoàng Anh Nhi nào. Một bầy hiệu rất xa. Babylon. Có vẻ nhà anh bắt đầu. Ui. Ui. Vâng mày quá trời ơi. Ui rồi ôi. Trời ơi. Hai con sư tử. Mày. Hình như hai vợ chồng đấy có vẻ rất tôn trọng nhau, thấy vợ chết không dám giẫm lên xác của nhau để đi qua ăn thịt con dân này. Một bãi quả. Ui, lại một con sư tử nữa. Giằng sư tử khắp nhà game thủ Hoàng và Nhi. Ê anh ơi. Cẩn thận con dân. Bây giờ con dân này không biết đi đường nào đây. Đây anh thì ở đâu chúng ta đi. Bây giờ cầu cho là không gặp cái gì cản trở trên đường đi về thôi. Thôi thôi. Dần này. Một cái xe giò. Không à, anh à, Tuấn cậu em là bình luận bên mới không ạ? À, anh phải anh gã Akiho ạ. Em là tên Định. Vâng, còn dần là số nó hưởng nó không chết được. Rất dài đấy. Gặp hai con sư tử nó còn tránh được nữa cơ mà. Con sư tử kia nó không thèm thịt ăn thịt. Hay là con dân này thịt nó hôi rồi. Còn nhà rất khung đấy. Nhà của game thủ Hoàng Minh Nhi rất khung. Đồ ăn là bên kia hơi xa, không biết có ăn chanh không đấy, rất xa đó. Bãi quả sau cánh rừng. Thì chúng ta sẽ ra kia giết con sư tử kia. Cho nó về với con vợ của nó. Con sư tử, đây còn thêm con voi nữa. Mong là đôi voi. Vâng, anh quý xe lôi. Anh đòi 4C. Không biết là game thủ cố gắng đánh thắng xe này rồi đã. Xem bên kia game thủ BB Club có đánh thêm C4 nữa không. Cố gắng đánh thắng để 4C. Chào tất cả anh em nhá. Chào hơn 300 anh em. Anh em nhớ like và chia sẻ cho game, ủng hộ cho game thủ Hoàng Mai Nhi và game thủ Xi Măng. Chào Hương Nguyễn. Chào Hương Nguyễn nhá. Gương mặt thân quen. Chào tất cả anh em. À, em sẽ sửa dần một cái nó gọng của em hình như em ăn vào máu của em rồi, rất khó thôi. Đây rất khó để sửa lại. Có thể đây cũng là cái đặc trưng của em chẳng hạn. Mỗi bình luận viên đều có những cái đặc trưng riêng của mình mà. Để nhận biết, dễ nhận biết chẳng hạn. Vâng, kịch đời rất muộn. 9:11. Bài 27 dân. Kim thủ xi măng nào. Yamoto bắt đầu thiết kế nhà điều kiện rồi. Một vài kích cuối 9 sao. Đầu 10 rồi. Sớm sang đầu 10 rồi. Như phát hiện ra hai con voi này là hơi muộn. 10 bao nhiêu đây? 10, 13 với 23 đồng dân.
Bên kia hai game thủ đã bắt đầu, game thủ BB Club đã lên đời hết rồi. Còn game thủ Hoàng Mai Nhi thôi, anh kích đời hơi muộn một chút. Vâng, chào anh Hàn Việt, Viết Việt. Hôm nay rất rực rỡ, hôm nay thắng 3C rồi anh ơi. Anh vào like và ủng hộ, like và chia sẻ cho game thủ Hoàng Mai Nhi nào. Cố gắng lên. Cảm ơn anh Đỗ Thành đã gửi đến anh Hoàng Mai Nhi 500 sao. Cảm ơn rất nhiều. Cố lên nào. Vâng, đây đang chọc vào game thủ Dương Còi. Dương Còi trận này cầm Roman. Dương Còi đang kéo rất nhiều dân về. Cố bò nốt cái bài vàng này vào. Game thủ Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi đang bị công một con tê của game thủ BB vào đây. Không phải e không được. Chết mất một con dân rồi. Chúng ta cũng chuyển qua game thủ xi măng thôi, xem xi măng nào. Đang cố gắng xây đời hai. Một con gò của game thủ Dương Cối đang rất khó chịu. Đừng có con sư tử còn giúp sức cho bên kia nữa. Game thủ xi măng đang bố tạt sang game thủ nhà BB. Game vực. Nhà của game thủ BB là rất đẹp đây. Khó chịu cái cánh rừng và cái vực. Vâng, game thủ bắt đầu tạt sang luôn nhà game thủ Hoàng Minh Nhi đấy. Có vẻ như hai game thủ kia muốn kết hợp với nhau, cùng nhau đẩy luôn vào nhà game thủ Hoàng Minh Nhi. Cảm ơn anh Hàn Viết Việt đã like và chia sẻ cho game thủ Hoàng Minh Nhi. Đây rồi, game thủ bắt đầu bò lại hết rồi. Thủ Dương Côi trong hốc đang ăn một cái hươu chắn đây ra hai lửa đều trong Dương Côi đây đi xài khó rồi. Chúng ta sẽ thua trong trận đấu thứ ba này. Vâng, em là bình luận viên mới ạ. Vâng, sau đây em cũng nhường lại mic cho anh Thuần Hoa. Ôi giời.